Dạ. Cái này là gì tiên? Đi vô, đi vô phòng. Vô phòng. Phòng nè con. Nè, hồi nãy tiên hứa với bạn sao? Ba mua một khúc cho tiên. Tiên hứa. Từ đây. Về sau. Tiên sẽ không khóc nữa đâu. Ngoan quá. Giỏi giỏi. Wow. Đây mẹ cắt dây cho. Wow. Người ơi, đã quá. Wow, làm đi tiên, wow. Làm đi tiên, wow. Wow. Hút mạnh lắm á nha, hút là lực sĩ á nha. Con đưa cái tay hút về được không? Đưa cái tay hút về được không? Xoay tay hút lên được không? Đó, ồ! Hút dạng tay ra, ồ! Khép tay vô, dạng tay ra. Xoay tay lên được không? Vậy nè con. Được không? Xoay lên lên. Đó. Dữ luôn. Này con ta, wow. Con nó chỉ dẫn cho mẹ. Không, lên lại con không? Không, không có. Wow. Mẹ đẩy đẩy ta lên, chỉ ta tin đẩy ta lên đây. Wow, đó. Đó, lực sĩ. Lực sĩ. Yeah. Yeah, yeah, yeah. Rồi con kéo xuống. Thằng này thằng gì tin? Không. Hay quá ta. Wow. Tin. Tin thấy hút đấu với khủng long chưa? Hút chiến đấu khủng long tin thấy chưa? Tin 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 nè tin. Nè. Ôi trời trời trời. Đúng tay mẹ rồi rồi xong rồi. Con đừng đập vậy đau mẹ con. Con này nó cứng lắm con đừng đập vậy không? Trúng trật tay mẹ rồi nè. Thấy chưa? Con hôn vai mẹ đi, xin lỗi mẹ đi con. Con không biết. Đi mốt con không đọc nữa. Sao không giờ? Nhất cái hùng đó nó nặng lắm. Mốt là bế xế luôn á. Mốt con đừng hút cái khủng long này nữa nha tin. Đau cái mẹ rồi kìa. Hôn mẹ đi, lại hôn mẹ đi. Hôn chỗ tay cho mẹ đi. Quay ra. Cái đầu nó hình như gỡ ra được. Ôi mẹ biết. Ai ôi. Nó rất mạnh lắm, nó còn có sừng nữa chứ. Tim này. Hút. Hút.
trước. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.